Cảm ơn cô ba nha. Bây giờ là hôm nay là tối thứ bảy các bạn. Tối thứ bảy thì mình tranh thủ ghé qua cho mọi người xem chút xíu về hình ảnh của bắp nướng của bà Tây Thi các bạn ơi. Nói chung là cuối tuần thì cũng có rất là nhiều. Tập quay chứ cái này là khó quay lắm. Dạ biết. Có gì đâu, đi vô đây vô cổ đi anh ấy. Ừ? Đeo vô cổ đi. Dừng cái. Đây. Dừng hả? Dừng cái đi vô. Ở xung quanh thấy gì? À, còn có những gì rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. VNU. Cơ mà hơi chậm đúng không? Mua loại mua anh mua loại Sony á, Sony nó lấy nét ấy luôn, lấy nét tự động luôn. Mua cái A7 Mark 3 đó mới ra đó. Clip 100 cao view của phim ngày nào cũng được. Nhiều má la chồng bà bán mà đồ ba ba. Chào anh. Dạ Hải Lê ơi, hầu như là chỉ có một clip là 100
đất luôn. Cầu thang này đây là hai dàn nước bơ có nước bạc hết này nha. Lúc đi rồi sẽ để tìm mà ra hỏi. Sạch xanh xanh luôn à. Cái này chưa có quen. Sẽ nghiên cứu.